Em ready to take a nap. Xin chào, có tên Nguyễn Thị Trang. Nguyễn Thị Trang, đang chuẩn bị bay đi. Giờ mình đi Hà Nội chơi. Đặt lên. I normally fall asleep on the plane before we take off. Xin vui lòng liên hệ với các viên hàng đi Hà Nội nhiều lần rồi, nhưng mà lần trước đi chắc được có chục năm trước đó. Giờ chắc thay đổi nhiều rồi. Anh thì chưa đi lần nào. Okay. See you soon. Bye. Lẽ ra là chuyến bay của mình bay lúc 10 giờ mà bây giờ gần 10 rưỡi mình vẫn còn ngồi đây đợi. Tại vì khoảng nửa tiếng trước giờ bay cỡ 9 rưỡi á là họ đổi cái cổng bay, nhưng mà lại không hề thông báo cho hành khách biết các bạn. Vietnam Airlines không thông báo gì cho hành khách biết hết, nên ai cũng ngồi đợi cái cổng cũ á. Tới khi phát hiện là đổi cổng mà cũng không biết đổi cổng nào, đi vòng vòng kiếm. Tại vì cái bảng thông báo á, mà tất cả chuyến bay á vẫn để số cổng cũ, không có cổng mới. Hay là có nhiều người ta bị lạc, không biết còn chắc còn cổng cũ hay sao á. Mình rồi gặp qua đến cổng mới rồi thì lại bị đi trễ 20 phút, cũng không thấy thông báo. Trễ 20 phút xong giờ lên máy bay thì do những người khách kia bị lạc, họ biết đổi cổng á. Nên giờ mình lên máy bay mình lại ngồi đợi tiếp, cũng chưa biết khi nào mới được bay đi. Bây giờ là đã 10 rưỡi rồi, là trễ nửa tiếng ha. Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng hết, nửa tiếng cũng chưa phải là gì. Mình chỉ thấy là họ hơi kém về vấn đề mà thông báo cho khách đó. Đổi cổng cũng phải thông báo sớm, rồi đổi giờ cũng phải thông báo sớm, này nọ, mình thấy hơi dở về phần đó. Nhưng mà ai làm gì làm, anh chàng này, anh chàng mặc lúc nào cũng vui như Tết này đã... chìm vào cõi bơ rồi, ngủ mất tiêu rồi các bạn. Bản thân kia là mình thấy ít nhất là 7 chiếc máy bay xếp hàng sau chiếc của mình để đợi được bay các bạn. Tụi mình ngồi đợi trong máy bay 15 phút để họ kiếm khách mà thất lạc đó. Sau 15 phút vẫn không thấy thêm khách nào vô chân, thì không biết những người khách đó đi đâu rồi. Thì đóng cửa máy bay bắt đầu đi ra đường băng thì lại phải xếp hàng đợi đến lượt bay các bạn. Trước tụi mình thì mình nghĩ hết nhất là 5 chiếc máy bay á bay trước rồi, phải xếp hàng lần lượt từng một chiếc một đi, phải đứng đợi thêm vài phút mình mới được đi ha, cái kế tiếp mới được đi. Rồi sau lưng mình là ở đó mình thấy bảy chiếc, ít nhất là 7 chiếc mình có thể thấy được. Rồi nãy giờ là trễ chắc cũng hơn 1 tiếng rồi các bạn, vẫn chưa được bay nữa. Hà Nội nè các bạn, giờ mình chuẩn bị hạ cánh, hình như trời mưa. Mình có check thời tiết trước, họ nói là trời mưa. Mình nó đừng có nóng là được, nóng mà anh xã mình anh không có thích tôi chuẩn bị đáp cánh. Cái này họ hạ cánh cũng nhẹ nhàng. Hạ cánh nhẹ nhàng ghê, không có mạnh, không có khó chịu. Trời nóng quá, anh xã mình anh không có đi chơi được á. Ôi trời, nó lắc. Tới Hà Nội rồi các bạn ơi, trời đang mưa. Cũng phải, mình nghĩ ít nhất là 10 năm rồi mình mới quay lại đây đó. 10 năm rồi mới trở lại Hà Nội. All right, here we are. We just landed in Hanoi. We're getting picked up by our driver now, and we're headed to the hotel. Okay. We'll see you soon. Bye. Đang từ sân bay vào pretty trong. Pretty nasty outside. Vào trong thành phố. Hôm nay trời hơi âm u chút. Nhưng mà đường từ sân bay vào trong thành phố thì rất là đẹp, sạch sẽ, thoáng mát. Trồng cái hàng cây bên đường cũng đẹp nữa. Yeah, you can see it's raining over there. Is it? Mm-hmm. Nói khách sạn của mình sẽ ở ngay trong khu phố cổ. Tối nay tụi mình sẽ đi dạo phố cổ thử. Mm-hmm. Yeah. Cây cầu đẹp quá. Anh bảo tí nữa anh xuất trình một cái nữa nhé. Cái cây cầu đẹp quá.
you can see downtown. Mm-hmm. Yeah, you can see downtown. See all those buildings? See all those buildings? Yeah, it looks like downtown. Time to get some lunch. Late lunch. We're looking for some sticky rice. Yakisoba. The weather feels great. All right, this is the place we're looking for. Time for some sticky rice. All right. You go. Get inside. Mình đang trên lầu của Xô Yến, nhìn xuống đường. Quá trời đông luôn. Cái Xô Yến này hồi xưa mình có coi trên báo, đọc trên báo thì nó nổi tiếng. Mà vô cái thực đơn thì mình hơi ngạc nhiên, hình như có 2-3 loại xôi rồi thịt thì để rời, thì mình cũng hơi lạ, mình chưa biết cách gọi. Mình gọi trước thử phần xôi xéo với thịt gà để coi nó khoảng bao nhiêu. Mình muốn ăn như là chút chút vậy để rồi mình đi ăn được thử nhiều món khác. Mình ở Hà Nội có 1-2 bữa mà mình ăn non cái là mình không ăn đi ăn thêm được mấy món khác được. Mình kêu thử phần xôi xéo với gà thôi. Cho hai đứa ăn thử. This place is really busy. Uh-huh. Yeah, hồi nãy đứng đợi băng đường thiệt lâu. Oh, thank you. All right. What did you get? Is that milk? Soy milk. Soy milk? Uh-huh. Mình uống sữa đậu nành. Ăn xôi uống sữa đậu nành. Anh xã mình kêu mình quay cái khúc mọi người đi xích lô nè. Không biết thuê cái này đâu nữa ha. Có mình thuê cho anh đi thử cho biết cái cảm giác đi xích lô. You wanna try that? Personal driver. Personal driver. No, I prefer the exercise. anh muốn vận động hơn. You mean you're gonna walk? People are lazy. No, it's just a I don't know, a kind of like a not culture but something you only see in Vietnam. I'd rather walk. They want to experience that, yeah, a new experience. Yeah, I prefer walking. Okay. Man, this traffic's crazy. Really busy. Anh nói là thấy Hà Nội nó khác cái không khí ở thành phố. How different? The streets are a little tighter. It feels more like city life. Mm-hmm. You know? Because we're in ancient town with like kind of small place. I see. Anh nói là thấy cái con đường có vẻ nhỏ hơn so trong thành phố. Cảm giác giống như sống trong thành phố hơn. ý là đông đúc á. Mình nói tại vì mình đang ở phố cổ, cái đường nó nhỏ chứ không phải là Hà Nội nó nhỏ. The streets in Ho Chi Minh City are much bigger. Nói đường trong thành phố thì nó to hơn. Tại anh không biết cái này là đang phố cổ. Anh chưa có hiểu ý nghĩa của nó. What is this? Chicken. Mình gọi xôi xéo với thịt gà ha các bạn.
Is that the mung bean? Sticky rice and mung bean and fried shallot and chicken. And some cucumber. Probably sweet and sour cucumber, I don't know. Oh, I need chopsticks. Anh đòi ăn đũa, mình nói đây thấy ai cũng ăn muỗng đi, không chịu ngồi đợi đũa. Get a little bit of everything. Yeah. Oh, that's good. Cái bàn này nó hồi nó nhỏ quá nên mình không có để máy quay lên quay cả hai vợ chồng được, nên giờ thôi thay phiên quay nhau ăn ha. Mình thì cực kỳ thích ăn xôi, rất là thích ăn xôi, mê xôi lắm. Ra đây thì phải thử mấy cái món bún chả này nọ, nhưng mà mình muốn thử món xôi đầu tiên tại mình thích ăn xôi. Lần đầu tiên mình ăn xôi xéo là mười mấy năm trước á, lúc mình còn làm cho Toyota đó. Nói mười mấy năm nghe ghê quá, chắc 10 năm. Mình ra Hà Nội mình công tác thường xuyên đó các bạn, rồi đó làm Toyota là hầu như 1 tháng 2 tháng là đi 1 lần. Mỗi lần đi cũng ở cả tuần vậy đó. You try baby? Ăn nhiều món lắm, mình nhớ có món vịt ôm sấu là mình rất là thích. Miếng lương nữa, hy vọng tối nay mình có thể ăn được món miếng lương. Okay. Yeah, really good. Yeah. Cái đậu xanh nó béo. Ngon. I really like the mung bean. Mung bean, right? Kind of creamy, huh? It's really creamy. Cũng giống xôi bắp mình á, nhưng mà này nó không có bắp. Và cái đậu xanh nó rất là béo nha. Đậu xanh này họ nén đặc á. Bữa giờ mình về, mình mới được ăn xôi. Mình về Việt Nam mà mình khoái nhất ăn xôi, đi kiếm con xôi ăn. Mà thành phố giờ cũng không biết quán xôi nào ngon nữa. Nhiều thay đổi lắm, giờ nhiều quán lum la, nó không biết quán nào ngon nữa. They put the sticky rice at the bottom, the mung bean on top, and then the chicken and the shallots on top of the mung bean. Yeah, you should try the cucumber too. Is it sweet and sour? Yeah. Because spicy, a little spicy. Huh? Yeah, it's kind of a salad, you know. Yeah. Because the sticky rice kind of like creamy. Yeah, look, it's kind of spicy. Kind of has spicy, you know, hot. Go back. Giống như gỏi dưa leo các bạn, ngon á. Cái đó ngon, hợp vị mình á. Ăn cho nó đỡ ngán xôi nè. Yeah, they're good, kind of opposite flavors, you know? Because this sticky rice is too creamy. Yeah. So you eat that, how to say that, like, activate your taste? Oh, I don't know what to say that. To make you want to eat this more. Right. Cái này là tuy là trên lầu nhưng nó là ngoài trời các bạn. Ngay kế bên con đường bận rộn xe ngủ qua nhiều nên nó rất là ồn. Yeah, có chicken fried salad, sticky rice and mung bean. Yeah. Là yeah. Very creamy. I noticed that too. I like the sticky rice also. It's a good dish. I'm a big fan of sticky rice. Oh yeah, you got that skin. That chicken skin. Anh không dám ăn da gà là mình ăn. Oh, that's a big bite. There we go.
I just think that's a beautiful dish. You know how much I love chicken. You see the movement. Yeah, So creamy. So smooth. Smooth. Like mashed potatoes, you know? Yeah, I can tell it's blended really well. Look how busy this place is. People everywhere. In a few hours, they don't allow cars to drive through here, so people are just going to be walking around on foot. So that'll be nice. We'll come back out here and eat dinner later. And won't have to worry about getting run over. Awesome. Mình nói là hai đứa giờ ảnh quay cho mình quay cho ảnh đi chứ không có gắn máy quay hai người chung được. Quay cho mình không biết nãy giờ mình chắc được chưa được một phút á. Xong rồi bắt mình quay lại để cho ảnh ăn tiếp. Ngon quá, anh ăn không cho mình ăn được. I said you didn't want to record me much because you want to eat it, the whole dish yourself. The shallots add a really good flavor to it. It wouldn't be the same without the shallots. Yeah. Trời, này ăn khí thế, hồi nãy mình rủ đi ăn không chịu đâu. Ảnh nói ảnh chưa đói lắm. Ảnh muốn ngủ hơn, chút tối đi ăn. Mình là mình chưa ăn trưa, mình đói quá thôi. Vậy thôi mình đi ăn mình. Vậy cũng ráng lết theo mình, cuối cùng ra đây ngồi ăn nhiều hơn mình nè. You said you weren't hungry. But I trained like I'm not going to eat by myself. So you follow me, but eventually you eat more than I do. I'm gonna eat it all. That's funny. Really good. Cái này nó chỉ bị cái hơi ồn các bạn. Thì do mình nằm kế bên con ngồi ngay cái giao lộ á, mà đông đúc nữa nên nó hơi ồn thôi. Đồ ăn thì ngon. Mà nếu cái này họ bỏ kiến lên họ làm phòng máy lạnh luôn thì có vẻ nó mất cái hay của nó hay sao, mình nghĩ vậy. Ngồi đây ăn mà ngắm phố phường dưới nghe tiếng xe chạy cũng là cái thú vui ha. That was a good bite. Ok, giờ mình sẽ thưởng thức ăn cho hết cái dĩa này rồi đi dọc coi có cái gì ăn thêm. Mà nhắm tình hình là thấy hơi no rồi đó. Hai đứa ăn dĩa này chắc không hết rồi đó. Chứ chắc phải tối mình mới quay ra mình kiếm gì ăn tiếp quá.